của Thảo sắp hết pin rồi, phải tìm dây sạc thôi. Hay, đâu rồi cà? À, chìa khóa xe. Tìm thấy rồi, nhưng mà lung tung hết. À, mình đã nghĩ ra một cách. Mình sẽ làm một cái móc khóa dây sạc. Nguyên liệu để làm gồm có một miếng da, keo con chó, thước, bút, keo và súng bắn keo. Đầu tiên chúng ta gập dây sạc lại, so trên miếng da, sao cho miếng da vừa phủ và che được dây sạc. Sau đó cắt miếng da đó ra. Ta-da! Bây giờ Thảo sẽ kẽ một đường chừa ra để tí xíu nữa mình dán keo. Và tiếp tục kẽ những đường sọc nhỏ đều nhau để làm những sợi dây tua rua của cái móc khóa. Xong rồi, giống như vậy nè. Và bây giờ thì cắt cẩn thận nhé. Bây giờ chúng ta cần một cái sợi dây nhỏ để móc vào cái móc khóa, nối giữa móc khóa và sợi dây sạc. Thảo sẽ cắt một miếng da nhỏ vừa phải, luồn vào cái móc khóa. Dùng keo con chó để mà dán lại. Luồn sợi dây sạc qua sợi dây da vừa rồi, giữ chặt bằng tay và tiếp tục lấy sợi dây tua rui quấn quanh sợi dây da. Sau đó bôi keo lên phần viền mình chừa ra trong sợi dây tua rui, rồi quấn quanh sợi dây da của cái móc khóa. Quấn từ từ và cẩn thận thôi nhé, coi chừng keo dính vô tay bạn á. Vừa quấn vừa bóp chặt cho keo dính chặt vào da hơn nhé. Ta-da, Thảo làm xong rồi nè. Giờ thì Thảo đã có một cái móc khóa thật là xinh, hoặc là vật trang trí túi, còn có thể giữ được dây sạc của mình, tránh bị thất lạc nữa nè. Thích quá. Rất cảm ơn các bạn đã đón xem DIY kỳ này của Thảo. Hãy like và subscribe kênh thật là nhiều, share video clip thật là nhiều nha. Cảm ơn, bye bye.